Em xin chào các bác nhá. Cũng lâu lắm rồi em chả có thời gian để làm video cho các bác xem. Thì hôm nay ở đây em đang có một con Slipper 2.0 chạy full bộ Simolo 105 R7000. Full bộ các bác nhá. Cụm phanh này rồi đùi đĩa rồi củ đề trước đề sau rồi tay lắc đều là Simolo 105 R7000. Tay lái liền các bác nhá. Tay lái nhôm liền. Hôm nay em đang bán là 17.8 triệu các bác nhá. Hôm nay em muốn làm một cái video để hướng dẫn cho các bác cách nha. Tháo đùi 105 này ra thì quá dễ rồi, không nói chuyện gì rồi. Các bác, em muốn hướng dẫn cho các bác cách tháo trục nữa cơ. Thì các bác xem video này của em chính là để tháo đùi và tháo trục của con trục ép của con khung carbon Twitter này như nào các bác nhá. Tháo đùi thì là quá đơn giản rồi, không có gì khó. Thì bây giờ em sẽ có đồ chơi như này, một số món để các bác. Cái hộp này của em là hộp để tháo trục và ép trục ép vào khung carbon đấy các bác. Thì tí nữa em sẽ dùng đến bộ đồ này để em tháo. Trước mắt anh em mình cứ tháo cái đùi ra đi bạn này. Đùi này thì quá dễ rồi, tháo hai con ốc hai bên ra. Đây, tháo cái 105 là có cái này nữa đây các bác này. Đây. Nó có cái này để tháo nhựa của con 105. Cái này thì em có một cái gọi là vam tháo trục rỗng. Và tháo trục rỗng đấy. Thì nó có đi liền cái nhựa này. Thì cái đấy em đang bán 150.000. Nó có đi liền cái nhựa đấy để tháo đùi 105 ra. Bạn làm từ từ thôi để tớ còn quay cho mọi người xem. Cái lúm này nó không phải lúm chịu lực các bác nhá. Nó chỉ đơn giản là cái lúm này ép vào thôi, nó không phải lúm chịu lực. Hai con ốc kia mới là ốc chịu lực. Đấy, bây giờ các bác rút cái đùi ra. Dây dây ra. Dây rút ra. Cho có một cái nhựa đây nữa này Tiến này. Cậy cái nhựa đây. Đây nó sẽ có một cái lỗ đây này, trong cái lỗ này bạn này. Đẩy cái nhựa ra. Đấy. Đúng rồi, để cái nhựa ra là nó không bị vướng vào cái móc này. Được rồi. Đấy. Nó có cái này nhá các bác nhá, đây tháo ra này, tại sao nó mắc như thế? Tại vì đây nó có một cái để em quay đâu rồi. Đây, cái nhựa đấy. Đấy nó có một cái chốt. Nó có một cái chốt ở cái chỗ nhựa này. Em quay hơi mờ từ nữa. Bạn người đi. Đây là nó có một cái chốt của cái đùi 105 ở đấy. Đây các bác nhá. Đấy cái nhựa này này. Nó có một cái chốt thép. Chốt thép ở chốt vào đây các bác này. Đấy. Chốt vào cái lỗ này thì thành ra lúc ấy là rút là hơi bị vướng. Thì các bác cậy cái chốt đấy lên một cái thì các bác rút phát là ra được. Rồi bạn đóng đùi ra đi. Em hôm nay em không cầm cái đồ quay ở đây thì ra quay là hơi rung và hơi mờ một chút các bác nhá. Các bác thông cảm cho em. Thì em cũng muốn hướng dẫn là nhiều khi các bác nào gặp phải vấn đề này thì biết cách tháo ra. Đấy, đây là con đùi bên này. 105R7000 các bác nhé. Đấy, 105R7000 đây. Đây là Japan Via đây. Đấy, 170. Đấy, bây giờ tháo trục ra các bác nhé. Đây, đây là cái trục ép của nó đây này. Đấy, các bác thấy chưa? Bây giờ làm thế nào để tháo trục ra? Đây là trục ép nhé, không phải trục... Đây là trục Pro Heel này. Trục ép. Đây, thì bây giờ các bác dùng cái bộ đồ này của em. Đây, dùng bộ đồ này của em. Đây. Đây này các bác này, nó có cái lúm tròn này. Đấy, đây này, cái này nhá. Cái này tí nữa các bác nhét qua này. Rồi. Mờ quá.
đấy, nhét vào trong lõi của cái trục, xong các bác cài vào đây, xong các bác ép ra đấy. Bạn nhét từ bên kia sang đi, ép sang bên này, nhét từ bên, nhét cái lõi sang bên kia đi, để bên này làm để còn mọi người còn nhìn với. Đấy, các bác luồn cái miếng thép này vào trong, xong các bác lựa để cho nó cài vào cái trục ở trong. Để nó cài vào trục ở trong, cái trục đấy nó sẽ chọc ép qua. Đấy, được chưa? Đây, nó có thêm bộ phận này nữa này, nó ép ốp vào đây này. Đấy, cầm cái trục thép, trục xoáy. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Bây giờ em sẽ lấy lục em vặn bên kia. Là nó sẽ ép, nó sẽ bủn cái trục này ra. Để quay sang này cho các bác nhìn cái này luôn. Đấy, đây là cách bọn em đang tháo ra. Đấy, bộ đồ này mới nữa bọn em sẽ về để bán cho các bác nhé. Cái bộ đồ tháo trục này, nếu bác nào mà cứ lắp ráp hộ nhiều các anh các em ở trong nhóm ấy, thì bộ đồ này mới em sẽ về. Đấy, các bác thấy chưa, ra rồi. Đấy, đây, đưa cho mọi người nhìn. Đây, đây là cái trục ép tháo ra rồi đây. Đây là lõi trong đây. Đây, các bác thấy chưa. Đấy, đây là lõi trong của trục ép của con slipper 2.0. Đấy, như thế là em đã tháo được một bên trục ra rồi. Bên kia thì em thao tác ngược lại thôi. Thôi, em làm cái video ngắn thôi, hơi dài rồi. Em xin chào các bác nhé. Lúc khác em sẽ tháo dỡ tung con xe này ra. Thì mỗi một lần em sẽ làm video ngắn một chút thôi. Em chào các bác nhé. Tháo đùi, tháo trục của con slipper 2.0 đã xong rồi các bác nhé.